Chào mọi người ạ. À, mọi người bỏ ra vài phút để em giới thiệu về cái dòng sản phẩm mới của bên em nha. Xịt khóa lớp trang điểm Makeup Fixing Mist nha. Giúp hoàn thiện lớp Makeup Fixing Mist này 3 trong 1 luôn nha mọi người. Đây. Chà, nó như thế này nè mọi người. Cái ưu điểm của cái chai này cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Nó giúp cố định lớp trang điểm nè, cung cấp độ ẩm nè, cung cấp dinh dưỡng cho giúp mà khi mình bảo vệ lớp trang điểm một cách hoàn hảo khi mà mình make up đó nha mọi người. Một chai như vậy có giá bán là 430.000 nhưng mà hiện tại trên Facebook á là được giảm 10% là chỉ còn 387.000 một chai thôi nha mọi người. Khi mọi người mà vào website cocomon.vn mình đăng ký làm thành viên mua hàng thì sẽ được giảm ngay 20% là chỉ còn 344.000 một chai như thế này thôi nha. Và cái lần đăng ký website đầu tiên mọi người sẽ nhận 50.000 về tài khoản mua hàng. Đây, xuất xứ từ Korea nha mọi người, đây toàn chữ Hàn không. Cái ưu điểm của cái chai xịt khóa này á là cái độ cái bám dính của nó cực kỳ cao luôn nha. Lâu trôi nè, giúp cho nó cố định được cái lớp trang điểm của mình nè. Phun này phun sương mù nha mọi người. Phun sương mù nè. Giúp cho cái lớp makeup của mình nè, trong cái ngày hôm đó đó mình khi mà mình makeup xong á, mình xịt cái lớp này lên á thì nó sẽ không bị vón cục nè, bị không bị nhòe và lâu lâu trôi lắm nha mọi người, nó bám chặt vào da của mình luôn nha. Rất là thơm luôn. Xịt cái này lên nó giữ độ ẩm cho mình nè, có cung cấp được dinh dưỡng nè, bảo vệ lớp trang điểm cực kỳ tốt luôn nha. Mà chỉ có 430.000 một chai thôi, hiện tại là giảm 10% trên Facebook nha mọi người, là chỉ còn 387.000 thôi ạ. À, nhanh tay sở hữu một bạn nào mà mình hay make up á thì mình nhanh tay mình sở hữu một em này đi nha. Ngoài ra mình mua hàng trong tháng này thì mình sẽ được nhận những cái phần quà như thế này nha mọi người. Đây ạ. À, cái bộ dáng móng rất là xinh luôn. Một bộ móng này mình dùng 2 lần nha mọi người. Và một lần như vậy mình dùng được 3-4 ngày. Để lâu hơn, kỹ hơn, nếu mà mình kỹ hơn xíu nữa thì mình có thể để 1 tuần luôn nha. Cái này hiện tại cái dáng móng này bên em cũng có bán lẻ luôn nha mọi người. Và mà một bộ như vậy là có giá là 200.000 nhưng mà hiện tại đang sale 70% là chỉ còn có 60.000 thôi ạ. À, mình đăng ký vào website cocomon.vn, mình đăng ký làm thành viên thì mình sẽ được giảm ngay 20% khi mà mua cái loại xịt khóa như thế này đây ạ. À, bạn nào mà mình thường xuyên make up thì mình nên dùng một 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 em này nha. Giá ưu đãi chỉ trong tháng 8 này thôi, nếu mà mọi người để qua tới tháng 9 thì sẽ không còn khuyến mãi như vậy và cũng không còn được kèm quà tặng đâu nha mọi người. Cực kỳ hiệu quả luôn, 3 trong 1 nha mọi người. Đây, bên trong có chai đây. Một chai như thế này có dung tích là 120ml, mình dùng được rất là lâu luôn nha. Bạn nào mà mua hàng mình inbox vào trang bay Cocomon giúp em, hoặc là mọi người gọi là số hotline 0909 7808 94 giúp em nha. Còn mọi người nè, bạn nào mà có thời gian rảnh á, mình qua bên 187 Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 á, mình qua bên em để mình trải nghiệm chương trình massage xoa da miễn phí nha mọi người. Mình vừa được thư giãn mà mình vừa được biết được cái tình trạng của da của mình như thế nào luôn nha.
Hiện tại bên em cũng có đang tuyển sĩ, bạn nào có nhu cầu thì mình cũng inbox vào trang bay giúp em. Còn ai mà sợ ôm hàng đồ thì mình có thể làm cộng tác viên bên em luôn ạ. Địa chỉ cửa hàng bên em là 187 Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong nha mọi người. Có thời gian thì mọi người cứ qua trải nghiệm ạ. Tại hoàn toàn miễn phí luôn nha mọi người. Đây còn chai này, em nói lại một lần nữa là cái giá này là 430 một chai nha. Nhưng mà hiện tại trên Facebook đang sale 10% là chỉ còn 387.000 một chai thôi ạ. Nhưng mà mọi người vào website cocomon.vn mình đăng ký làm thành viên mua hàng thì cái giá của cái chai này chỉ còn là 344.000 thôi. Và cái lần đăng ký website đầu tiên mọi người sẽ được nhận thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Mình vào website mình mua hàng thật sự là rất là có lợi luôn nha mọi người. Nhanh tay mua hàng giúp em ạ. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người inbox giúp em nha. Em xin kết thúc.